tường giang sai quá sai khi giá một chung mâm Thanh Hằng, Hà Hồ, bị hai đàn chị làm bay màu, phải giấu nhẹ đôi chân. Trong nhóm là mấy chị đừng có mang dài chặt em nha. Không, hai chị hứa rồi. Hai chị nói là hai chị mang 5 phân, 7 phân thôi, mang ai sao? Mấy chị chứ, mày ôi đau chân lắm. Mày nhớ lên nè, mang ra bà đầu bà nói rồi. Mày không chừng một tức à. Phải vỗ tay theo cái cú bắt tay đó, chắc là phải xóa tan hết tất cả những nghi ngờ trước đây. Bắt tay đã văng hương giang ra trường già. Làng giải trí Việt luôn có dịp để trở nên sôi động hơn mỗi khi chứng kiến sự giao lưu, hợp tác của các chị đại đình đám trong các chương trình truyền hình thực tế. Nhiều năm qua, những TV show về người mẫu tại Việt Nam đang dần trở nên nhạt nhòa và nhường chỗ cho các cuộc thi về hoa hậu. Chính vì vậy, màn bắt tay hợp tác mới đây giữa hai chị đại VBiz là Thanh Hằng và Hà Hồ trong một chương trình thực tế dành riêng cho người mẫu đang khiến netizen đứng ngồi không yên và bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, ngoài hai mỹ nhân đình đám trên, chương trình còn có sự góp mặt của Miss International Queen 2018 Nguyễn Hương Giang. Theo đó, mỗi sự chú ý đang đổ dồn vào người đẹp sinh năm 1991 khi cho rằng cô dám cả gan ngồi chung mâm với hai đàn chị sừng sỏ. Mới đây, Hương Giang đã hé lộ loạt ảnh hậu trường chụp chung với siêu mẫu Thanh Hằng cùng Hà Hồ để chuẩn bị cho dự án hợp tác trong thời gian tới. Trong tạo hình lần này, các người đẹp đều ưa chuộng phong cách quyến rũ, sang trọng trong những bộ cánh cắt ao tôn đường cong. Đặc biệt, người hâm mộ cũng không khỏi suýt xoa với màn khoe kiếm nhật của hai chị đại Thanh Hằng và Hà Hồ. Trong khi đó, Hương Giang dù cố làm nổi với màu tóc bạch kim sáng trưng nhưng vẫn chìm nghỉm trước hào quang của hai đàn chị. Ngoài ra, nàng hậu gốc Hà Thành dù được ưu ái đứng giữa nhưng vẫn phải khổ sở giấu nhẹm đi đôi chân vì chiều cao khiêm tốn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bắt đầu đặt ra nhiều nghi hoặc về kỹ năng của Hương Giang khi được ngồi chung mâm với hai đàn chị tài sắc. Cụ thể, đa phần cho rằng dù Hương Giang có từng chiến thắng tại nhiều cuộc thi mà cô làm mentor trước đây thì vẫn chưa đủ trình để đứng ngang vai ngang vế với Thanh Hằng và Hà Hồ. Có thể thấy, từ khi Hương Giang còn là cái tên chưa ai biết đến, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà đã là những mỹ nhân càn quét nhiều sàn runway lớn nhỏ và xuất hiện nhãn mặt trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, hai người đẹp còn được ngưỡng mộ bởi sự đa tài khi thành công trong nhiều lĩnh vực ngoài người mẫu như diễn xuất, ca hát, kinh doanh. Cho đến thời điểm hiện tại, cả Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà đều là những ngôi sao thuộc hàng A cộng tại VBiz. Đặc biệt, mỗi lần hai người đẹp xuất hiện cùng nhau cũng đều khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi phấn khích. Một điểm nữa khiến netizen cho rằng Hương Giang đã sai quá sai khi tham gia đấu đá chung với Thanh Hằng và Hà Hồ trong chương trình sắp tới vì hai mỹ nhân này là đôi bạn vô cùng thân thiết ở ngoài đời. Điều này được cho rằng sẽ khiến cho Hương Giang bị bất lợi hơn trong những màn loại thí sinh nếu như đội cô thua cuộc. Nhiều người lại cho rằng đường dài mới biết ngựa hay, phim hay phải chờ đoạn kết. Cụ thể, một số ý kiến đặt nghi vấn rằng chưa chắc tình bạn thân của cả Thanh Hằng và Hà Hồ sẽ còn tồn tại sau khi tham gia chương trình này do những drama xảy ra trong quá trình ghi hình. Nói về vấn đề này, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng khẳng định không sợ nghỉ chơi với Thanh Hằng vì drama. Lần đầu ngồi chung ghế huấn luyện viên truyền hình thực tế, nhưng tôi tin mình và Thanh Hằng đủ trưởng thành để biết mục đích chúng tôi tham dự là gì. Tôi và Thanh Hằng không rảnh là những chiêu trò sau lưng hay bè phái. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi một cách song phẳng, vô tư vì mục đích chính vẫn là tìm người chiến thắng xứng đáng. Kể cả tôi thua Hằng cũng không vấn đề gì, sẽ không có chuyện Hồ Ngọc Hà hay Thanh Hằng nghỉ chơi vì drama. Thế nhưng chương trình chắc chắn sẽ gay cấn bởi như vậy mới tạo sự thú vị cho khán giả khi theo dõi. Người đẹp chia sẻ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.